là cái phần mà chảo dầu nóng các bạn ha. Các bạn sẽ cho ra đây bao nhiêu? Mình sẽ cho đây là khoảng chừng 1 teaspoon dầu ăn các bạn ha. Cho đây 1 teaspoon dầu ăn. Mình cho toàn bộ hành tây. Hành tây các bạn, cái hành mình băm nhuyễn á, mình cắt mình bỏ đi hết. Cái phần rau, cái phần lá quế mình cho sau cùng các bạn. Rồi, mình xào lên. Cho đó bỏ hến chưa? Rồi, chúng ta sẽ đầu tiếp tục, ta sẽ bỏ hết toàn bộ hến vô các bạn ha. Chúng ta xốc lên để cho phần hến đều lên các bạn ha. Thì khi phần hến các bạn, các bạn xào á, bắt đầu tiên á, các bạn xào á, nó sẽ bị ra nước. Các bạn nhớ khi món, đối với là những cái món hến hoặc là món hải sản mà các bạn xào đi, các bạn phải nhớ một điều là gì? Các bạn phải xào lửa thật là lớn. Bởi vì lửa càng lớn thì sao? Thì cái hến của mình á, nó sẽ không bị ra nước. Bây giờ bị hến bị ra nước nữa các bạn, thì các bạn phải xào sao mà cho nó phải nó khô đi ha, nó khô nó ráo đi. Trong thời gian này chúng ta sẽ nếm phần nếm gia vị bạn ha. Cái mình mà nước sẽ cho ở đây là 1/2 teaspoon đường ha, 1/2 teaspoon hạt nêm. Dạ, không có muốn. Và cũng đây mà nước sẽ cho là 1/2 teaspoon nước mắm. Và ha, tiếp tục ở đây á, mình sẽ cho là 1 teaspoon dầu ớt ha. Rồi, coi như cái phần gia vị này chúng ta đã sơ sơ là chuẩn bị xong ha. Còn cái phần ớt này thì sao? Chúng ta sẽ khoan cho đã. Chúng ta phải chờ cái phần hến này á, nó ráo tí xíu. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ cho cái phần mà phần ớt này vô sau cùng, cùng theo với lại phần cái phần lá quế này vô thì chúng ta có thể dọn ra được. Rồi, chúng ta ở đây chúng ta sẽ nêm tiếp tục. Bây giờ cái phần hến chúng ta cũng sẽ hơi đấu ráo đó các bạn ha. Nếm này cũng được, chúng ta sẽ nêm là khoảng chừng 1/2 teaspoon tiêu các bạn. Tùy mình ăn cay ít các bạn ha. Kế tiếp cái phần ớt này các bạn ha, chúng ta sẽ bắt đầu cắt ra. Ta sẽ bỏ phần ớt này, phần hột ra ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu cắt cái phần ớt này ra các bạn. Rồi, quay dọc lại chúng ta sẽ cắt sơ lại, nó hơi nhỏ lại ha. Rồi tiếp tục này, chúng ta chỉ cần xài tùy các bạn ăn cay nhiều hay cay ít thôi các bạn ha. Mình sẽ cho cái phần này nhiều ít ha. Mình đứt thì ăn cũng hơi cay cay, cho nên sẽ làm cho nó thơm thơm tí xíu. Mà ớt này cũng không cay lắm các bạn ơi, nó không cay. Không cay. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ cho cái phần ớt này qua cái phần basil toàn bộ này ha. Chúng ta sẽ xào lên. Đó, hớm ta bắt đầu xuống ngoài đường đó các bạn. Nó bắt đầu khô rồi. Ừ, chị nghe mùi thơm chị. Rất là thơm vậy ha. Mùi hành và mùi hến. Dạ. Cái tiếp chúng ta sẽ cho tiếp tục cái phần còn lại các bạn. Là gồm có, các bạn thấy để ý là cái phần hến này các bạn. Nó bắt đầu nó phần nó khô, nhưng mà điều đó không phải khô lắm, nó chỉ là nó khô cái phần nước đi. Đó, nhưng mà cái hến của mình á là nó không có bị khô quá, ăn nó sẽ không ngon ha. Mình cho toàn bộ phần basil với phần ớt vô. Một cái mùi thơm rất là thơm vậy ha. Đủ màu sắc, vừa có một ít màu tím, vừa có ít màu xanh, vừa có mùi thơm. Đó. Ta xóc lên cho nó đều các bạn ha. Đó, chúng ta sẽ để này trong khoảng chừng 1 phút thôi các bạn, không để lâu quá. Thì chúng ta có thể lấy ra bật cái đồ lửa thật lớn các bạn ha. Trong thời gian này chúng ta sẽ chuẩn bị trang trí cái phần dĩa đồ ăn và dọn ra ha.
Đâu ví dụ kem. Mình ăn bánh đa, mình mua bánh đa mà ở ngoài được không em, cái bán cái lớn. Dạ đúng rồi chị. Mình xúc cũng được mà đúng không? Dạ đúng rồi chị. Cái này là một hình thức ăn khác là mà em muốn chiên á để mà cho tạo những cái kiểu mà giống như các bạn thường hay đi nhà hàng, tại sao mà tại sao mà nó làm đẹp quá ta, tại sao mà nó làm sao nó thành hình tròn này tối thứ. Thì mình đứt mục đích chỉ là để cho các bạn coi cái cách thức mà để mà tạo lên cái hình thôi các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ để cái phần bánh tráng đây để tạm ha. Ta phải cho em dĩa đồ ăn qua đây. Chúng ta sẽ xếp cái phần rau này vô. Đó, chúng ta sẽ xếp cái phần màu xanh này. Mục đích của rau này làm gì chị? Là để mà nó giữ được cái bánh đa mình nó không có bị lung lay ha. Rồi, mình cho phần màu xanh, xanh tím, màu tím này vô. Nó sẽ tạo màu sang kẽ và đồng thời mình cũng có thể ăn được cái phần rau này ha. Sẽ sang tập, chúng ta sẽ làm kiểu sang kẽ ha. Rồi, tôi sẽ cho phần bánh đa này vô. Rồi, rất là đẹp và rất là dễ thương các bạn ha. Đó, rất đẹp, rất là dễ thương. Rồi, chúng ta phần hến cũng xong rồi ha, chúng ta tắt lửa. Rồi, chúng ta xóc. Hành mình bỏ lên luôn. Khoan chị, hành mình sẽ cho trên mặt cho cùng hả chị ha. Đậu phộng cũng vậy. Dạ đúng rồi chị. Chúng ta sẽ cho phần hến này vô. Mình bỏ hết luôn ha. Hết toàn bộ vô đây. Đây là khẩu phần xài cho dành cho 4 người ăn các bạn. Dạ. Rất là hấp dẫn vậy ha. Thơm thì là thơm. Rồi. Cái này là ốc gì em ha? Cái này là hến gì? Con hến. Dạ. Cái này là baby clam, theo người Mỹ ta gọi là baby clam. Thì thường cái món này á, người Mỹ họ cũng rất là thích ăn món này. Nhưng họ lại không ăn kèm với bánh tráng. Tại vì Mỹ không thích ăn cái gì cứng. Họ thích ăn không hoặc là ăn với một ít bánh phồng tôm á. Thì nó mềm mềm. Bánh phồng tôm thì họ ăn được. Bánh phồng tôm thì họ ăn được, nhưng bánh tráng thì họ lại không thích ăn tại vì nó cứng. Dạ, chắc chiều nay là Thanh Thúy làm món này cho cả gia đình ăn quá à. Dễ làm, rất là dễ làm quý vị. Đơn giản lắm, nghĩ là ai cũng làm được hết trơn á. Nhưng mà các ông rất là mê với món này. Món này là một trong những món nhậu mà gần như ông nào cũng mê. Ông nào cũng mê hết trơn. Cho nên là muốn giữ trái tim của mấy chàng là các bà cứ học món này đi. Rồi, để cho đây. Học món này vừa dễ làm mà vừa nhanh. Mình sẽ dọn cái phần dĩa này chạm qua đây tí xíu ha. Rồi chúng ta sẽ cho một ít cái phần mà hành lá lên trên mặt ha. Ít phần đậu phộng. Đó. Và ít phần ngò tây này chúng ta sẽ trang trí trên mặt. Một góc cạnh nào đó để cho nó tạo lên cái điểm nhấn cho cái món ăn này hả các bạn ha. Nó sẽ không cần nhiều. Có vài lát ớt sừng trâu cũng đẹp lắm em ha. Đúng rồi, nhưng mà với hình thức này thì mình muốn tạo lên cái một cái màu cái nền xanh là chính ha chị ha. Cái này mình làm nước chấm pha chứ được không? Dạ đúng chị. Nước thường là mình sẽ làm với lại cái phần ăn kèm với là phần nước chấm, nhưng mà ở đây mình nước hôm nay mình nước sôi này mình nước sẽ không chỉ các bạn phần nước chấm. Bởi lý do là sao các bạn? Bởi lý do là phần nước mắm chua ngọt á là theo về cái công thức của mình nước cũ á, mình nước đã chỉ. Thì những bạn mà nào mà đã coi cái show mà nước cũ rồi thì có thể hướng dẫn, có thể coi là cái show đó và coi cách thức làm nước mắm này ha. Còn hôm nay mình đứt để mà tiết kiệm khoảng thời gian cũng như cái khoảng thời gian mà để mà có thể nói nhiều hơn, chi tiết hơn về đồ ăn thì mình sẽ hướng dẫn duy nhất một thứ thôi, chính là phần hến thôi. Và bây giờ là món ăn đã hoàn chỉnh và xin cảm ơn các bạn. Thì bây giờ món ăn xong rồi, em sẽ lấy một ít ra để em mời chị thưởng thức và đánh giá xem cái món ăn này cái về cái hương vị của nó xem sao vậy ha. Món này chị sẽ rất là thích đó nha. Chị đã thích món hến xúc bánh tráng từ lâu rồi. Rồi, một ít bánh đa hả chị ha. Ơi, tội nghiệp có bẻ ra trái tim rồi. Dạ, xin mời chị. Hai. Món này không ngừng nước mắm, em đảm bảo nó cũng sẽ rất là vừa. Ngon lắm, vừa ăn lắm. Nó rất là vừa ăn. Cay cay, thơm của rất là thơm. Và cái bánh tráng ăn nó rất là hợp với lại cái món hến xúc bánh tráng này. Dạ. Thanh Thúy nghĩ là các ông rất là thích lắm và các bà thích nữa. Dạ. Thì món ăn này mình ước muốn đem tới cũng như là một cái món quà mà dành cho các chị ở nhà lâu lâu mình có một cái bữa gì đặc biệt mình chỗ đại tài cho ông xã mình ăn, hoặc là ông xã mình lâu lâu thấy vợ về mệt quá thì sao, thì mình nên làm một cái món này để mình làm cho cái không khí gia đình mình nó vui hơn. Dạ, ngon quý vị. Thì mình rất là hy vọng là có những cái sự phản hồi quý báu của các bạn về những cái món ăn của anh Đức. Mình Đức sẽ rất là vui giúp đỡ mọi người. Cũng giống như là mỗi lần mình Đức đi chợ đi, cũng gặp nhiều người cũng nhận ra anh Đức rồi cũng hỏi về những cái món ăn mà nó cũng rất là vui vẻ để trả lời. Thì mà Đức cũng rất hy vọng cái sự phản hồi các bạn đó là một cái niềm
hạnh phúc để dành cho Mạnh Đức khi mà bỏ thời gian ra để mà quay show cũng như là hướng dẫn các bạn về những món ăn này ha. Và Thanh Thúy tin chắc là quý vị cũng đã rất là yêu thích những món ăn mà Mạnh Đức show trong những cái chương trình nấu ăn Bếp Việt của Đài Loan Sài Gòn TV. Và nếu mà quý vị có bất cứ câu hỏi nào hay là muốn nấu một món ăn nào mà quý vị chưa biết, hoặc là có câu hỏi nào về những cái show mà Mạnh Đức giới thiệu quý vị mà quý vị còn thắc mắc chưa có làm hoàn thành được á, vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc là email về cho chúng tôi với địa chỉ email là bếpviet@loan.com. Và Thanh Thúy mong rằng cái món này hôm nay quý vị sẽ làm rất là thành công vào cuối tuần này để trổ tài với ông xã hoặc là bạn bè tới nhà chơi cuối tuần. Cảm ơn sự theo dõi quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Biết Việc lần tới. Cảm ơn các bạn.